tiếp tục. Tại đây, những người tham dự đã cùng nhau thưởng thức các món ăn truyền thống trong dịp Tết cổ truyền và chương trình văn nghệ do bà con người Việt cùng các em nhỏ thế hệ thứ hai, người Việt biểu diễn. Nhân dịp này, Hội Người Việt tại Kazan cũng đã mừng tuổi cho các em nhỏ theo phong tục ngày Tết và trao thưởng cho các em đạt thành tích cao trong học tập. Đây cũng là hoạt động đầu tiên kể từ khi xảy ra vụ cháy lớn tại Kazan vào giữa năm 2018. Đến nay, bà con đang dần ổn định cuộc sống và các hoạt động kinh doanh. Chương trình đón năm mới cũng là một sự động viên tinh thần rất lớn đối với cộng đồng người Việt ở Kazan.